chị thì chúng ta sẽ lựa chọn những chiếc điện thoại Android cũ nào mà được hoàn thiện về mọi mặt, bên cạnh đó thì sẽ giúp các bạn tiết kiệm được một khoản chi phí kha khá nữa. Thì trong clip ngày hôm nay, Trinh và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Let's go. Và ứng cử viên đầu tiên nằm trong danh sách top 3 ngày hôm nay sẽ là chiếc điện thoại Samsung Galaxy M51. Mặc dù đã ra mắt được một khoảng thời gian rồi, nhưng mà thực sự đây là một cái chiếc máy ở thời điểm hiện tại vẫn còn rất là hot. Và Trinh nhớ là nó có một cái điểm nhấn cực kỳ ấn tượng luôn, đó chính là về phần pin. Có viên pin 7000 và sẽ có sạc nhanh là 25W. Về viên pin của nó thì Trinh cũng đã có một cái clip test mà Trinh sẽ để trên đây cho các bạn xem lại nếu như mà các bạn quan tâm. Và nó đã có một cái thời gian on screen cực kỳ ấn tượng, lên tới là khoảng tầm 14-15 tiếng với những tác vụ rất là gắt. Ví dụ như là Trinh đã quay phim nè, đã chơi game, đã lướt web này nọ, hết tất cả các thứ trong vòng 14-15 tiếng liên tục như thế. Và những cái điểm nhấn tiếp theo của cái chiếc máy này thì thật sự là nó không có làm chúng ta phải cảm thấy là khó chịu ở bất cứ một cái điểm nào cả. Khi từ hiệu năng trên tay camera cho tới màn hình đã được trau chuốt rất là kỹ. Điểm mạnh tiếp theo là chiếc điện thoại của chúng ta sẽ có hệ thống là 4 camera với độ phân giải là 64-12-55 megapixel, và camera selfie của chúng ta sẽ có độ phân giải là 32 megapixel. Đối với Galaxy M51 thì các bạn vẫn sẽ được trang bị đầy đủ hết tất cả những tính năng chụp, và đặc biệt đó là chất lượng ảnh chụp ra có một cái độ chi tiết rất là tốt với lại cái ống kính 64 megapixel. Về phần màu sắc thì được tối ưu nè, và có những cái mảng sáng tối được cân bằng lại giúp cho bức ảnh của chúng ta nhìn nịnh mắt hơn, và nó không có bị cái tình trạng là kiểu là bị ảo nữa. Cuối cùng thì cái điểm mạnh của chúng ta sẽ nằm ở cái màn hình này, khi mà chúng ta sẽ có một cái tấm nền, đó chính là Super AMOLED Plus, và sẽ có kích thước rất là lớn luôn, lên tới 6.7 inch với độ phân giải là Full HD cộng. Thật sự là một cái combo này đã tạo nên một cái màn hình trên Galaxy M51 cho các bạn một cái trải nghiệm rất là đã. Màu sắc thì đúng chuẩn, nó không có bị sai lệch tông màu quá nhiều. Nói chung là so với là tông màu chuẩn thì nó sẽ tăng lên khoảng là một tông để mà các bạn có một cái nhìn nó nịnh mắt hơn, chứ nó không có kiểu là bị làm lố mọi thứ lên. Vì thế khi mà các bạn xem phim hoặc là các bạn chơi game trên cái màn hình vừa có hiển thị tốt vừa có đồ họa tốt mà có thể to như thế này á, thì nó sẽ rất là đã. Và đối với chiếc máy này chỉ có một cái điểm yếu duy nhất mà Trinh cảm thấy là nó vẫn còn tồn tại, đó chính là về phần thiết kế của nó. Khi mà so với lại những cái chiếc điện thoại khác trong cùng phân khúc giá, nó chưa có một điểm nhấn ấn tượng nào cả. Còn lại tất cả mọi thứ từ hiệu năng, camera cho đến pin cho đến màn hình thì Galaxy M51 đã thực sự làm rất là tốt. Điểm danh lại thì chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 730 và chơi game cực kỳ ngon trong phân khúc giá luôn. Và các bạn có thể chơi được những cái tựa game nặng với cái mức là full setting. Đối với lại Liên Quân thì có thể chơi được 60fps, còn đối với lại PUBG thì các bạn vẫn có thể chiến game rất là mượt, không xảy ra tình trạng giật lag gì cả, và có thể ổn định ở cái mức là 40-41fps nếu mà các bạn chơi ở cái mức là HD. Và ứng cử viên thứ hai của chúng ta sẽ là một ứng cử viên đến từ nhà Xiaomi, cũng là một cái chiếc máy vừa mới được ra mắt thôi, và nếu như các bạn mua giá cũ thì các bạn sẽ có mức giá là khoảng hơn 6 triệu một tí. Đây là chiếc điện thoại Xiaomi Mi 11 Lite. Và có thể nói là đây là một chiếc máy mà Trinh cảm thấy là được cái phần thiết kế nằm trong danh sách top 3 ngày hôm nay, nó có một cái ngoại hình gọi là bắt mắt nhất. Và cái điểm mạnh đầu tiên của cái chiếc máy này đó chính là về phần hiệu năng. Nhắc tới Xiaomi thì từ trước giờ hiệu năng luôn là một cái điểm gọi là ấn tượng nhất của cái nhà này rồi. Và với lại Mi 11 Lite thì các bạn sẽ có một cái con chip là Snapdragon 732G. Với cái con chip này thì các bạn có thể chiến được tốt hết tất cả những tựa game, và đặc biệt là hai tựa game nặng mà Trinh hay test đó chính là Liên Quân và PUBG, sẽ không xảy ra bất cứ một cái tình trạng giật lag cả. Ở đây Trinh sẽ để một cái biểu đồ FPS để các bạn có thể tham khảo nó rõ và nó kỹ càng hơn nhé. Và cái điểm mạnh thứ hai của chúng ta đến từ cái phần màn hình, khi mà trong phân khúc giá này chúng ta sẽ sở hữu một cái màn hình với tần số quét là 90Hz cho các bạn một cái trải nghiệm mà lướt nè, nó rất là đã, rất là nhanh, phản hồi cực kỳ nhanh nhạy. Ngoài ra tấm nền của chúng ta sẽ là tấm nền AMOLED với lại độ phân giải là Full HD cộng, và kích thước của nó sẽ là 6.55 inch. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là cái viền màn hình của chiếc điện thoại Mi 11 Lite này nó cũng rất là mỏng, được tối ưu khá là tốt. Cho nên nói chung về cái trải nghiệm nhìn ở cái phần màn hình này, nó sẽ không gặp bất cứ một cái khó khăn hoặc là khó chịu nào cho các bạn cả. Về chất lượng hiển thị thì nó có một cái độ chi tiết cao, màu đen thì sâu, độ tương phản cũng rất là tốt giữa những cái gam màu sáng và tối với nhau. Cho nên là đặc biệt nếu bạn nào mà chúng ta xem phim nhiều, cày phim nhiều trên chiếc máy này á, thì các bạn sẽ thấy là cái màn hình này hiển thị nó rất là tốt.
Và điểm mạnh tiếp theo của chiếc máy này Trinh vẫn xếp vào đó chính là về phần pin. Mặc dù chúng ta chỉ sở hữu một viên pin là hơn 4.000 mà thôi, nhưng mà được tối ưu khá là tốt, cho nên là trong một cái thời lượng sử dụng nó lâu dài và bù lại thì các bạn sẽ có sạc nhanh là 33W, giúp các bạn có thể sạc đầy viên pin này trong một thời gian ngắn hơn. Về cụ thể cái thời gian sạc cũng như là cái thời gian sử dụng pin thì Trinh đã để một cái biểu đồ ở đây các bạn có thể tham khảo. Và bạn nào mà chúng ta thường xuyên cần một cái chiếc máy có thời lượng sử dụng pin lâu dài cũng như là tốc độ sạc nhanh thì Mi 1 Lite là một cái ứng cử viên mà các bạn cần nên cân nhắc tới. Và đối với lại chiếc Mi 1 Lite này thì cái điểm mà Trinh cảm thấy là chưa được hài lòng cho lắm, mặc dù là năm nay hãng cũng đã tập trung và đầu tư rất là nhiều, đó chính là về phần camera. Mặc dù chúng ta có một cái độ phân giải lớn là 64.85 megapixel ở camera sau và camera selfie sẽ là 16 megapixel, tuy nhiên những con số này có vẻ là nó vẫn chưa thực sự trở thành cái đối thủ mạnh mẽ trong phân khúc giá được, bởi vì đối với những bức ảnh mà chụp ra từ camera của Mi 1 Lite thì các bạn vẫn thấy là nó sẽ vẫn còn cái tình trạng là da của chúng ta sẽ bị hơi ám đỏ một chút xíu, và cái độ contrast của nó khá là mạnh, cho nên là các bạn nhìn bức ảnh cái màu của nó sẽ rất là gắt. Và về phần độ chi tiết thì thật sự so với lại con số 64 megapixel thì có phần là nó vẫn chưa xứng đáng với lại cái số 64 megapixel đó, cho nên là giá như mà camera của Mi 1 Lite mà làm được hoàn thiện tốt hơn thì thật sự đây là một cái đối thủ mà Trinh cảm thấy là không có ai có thể vượt qua nó được. À, vẫn còn một cái điểm nữa cần lưu ý với các bạn, đó chính là con chip Snapdragon 732G cho điện thoại Mi 1 Lite của chúng ta thì về phần nhiệt độ vẫn chưa được tối ưu tốt, cho nên là khi mà các bạn chơi game trong một cái khoảng thời gian khoảng tầm thứ phút 20 á thì nó sẽ có một cái tình trạng là nó bị nóng lên. Tuy nhiên bù lại thì chúng ta sẽ có cái phần là tản nhiệt chất lỏng, cho nên là nếu mà các bạn không có chơi game nữa, các bạn thoát ra những ứng dụng bình thường bên ngoài á thì nó sẽ rất là nhanh tản nhiệt và lấy lại cái nhiệt độ bình thường. Vậy thì bây giờ Trinh sẽ bù lại cho các bạn một chiếc điện thoại mà có camera ngon với cái mức giá rẻ ở cái phần mức giá cũ là khoảng tầm 6 triệu thôi. Đó chính là chiếc điện thoại Oppo Reno 5. Thì các bạn nghe tên Oppo thì các bạn biết chắc chắn là cái điểm mạnh của nhà này đó chính là về phần camera. Thực sự là camera của Oppo Reno 5 đã nhận được rất là nhiều những cái đánh giá cao. Đầu tiên thì cái độ phân giải của nó rất là ấn tượng, 64.8-22 megapixel, và camera selfie của chúng ta sẽ lên tới là 44 megapixel. Và với cái sự trở lại lần này của camera Oppo Reno 5 thì các bạn sẽ thấy là được đầu tư rất là nhiều những cái chế độ quay chụp mới, ví dụ như là chế độ phơi sáng kép hoặc là video hiển thị kép. Vì thế mà các bạn sẽ có được những cái thước phim, những cái thước ảnh nó sáng tạo hơn rất là nhiều. Và đối với là Oppo trước giờ, cái nước ảnh của nhà Oppo sẽ luôn khiến cho làn da của chúng ta nó hồng hào, nó mịn màng hơn, mà theo cái kiểu là vẫn hơi hướng là tự nhiên chứ không phải là kiểu bị làm màu quá lố, bị làm ảo. Đặc biệt thêm cái phần này nữa thì chúng ta sẽ có một cái ống kính là 64 megapixel ở camera sau và 44 megapixel ở camera trước, cho nên là độ chi tiết của những cái bức ảnh chụp ra từ Oppo Reno 5 thì mình thấy nó rất là cao. Khi mà các bạn zoom cận đến những cái chi tiết khó như là tóc nè hoặc là lông mày, lông mi thì nó vẫn giữ lại những cái độ chi tiết rất là nét. Về phần màu sắc thì các bạn sẽ thấy rằng là Oppo Reno 5 của chúng ta đã có được một cái sự cải tiến rất là đáng kể, khi mà cái màu nó không có bị bệt, mà đổi lại thì cái độ tương phản đã được cân chỉnh khá là tốt, cho nên là những cái mảng sáng tối với nhau nó tạo nên một bức ảnh nhìn rất là đẹp mắt. Và cũng giống như Mi 1 Lite thì thiết kế cũng là một cái điểm khá là ấn tượng của Oppo Reno 5, đặc biệt là với cái phiên bản màu bạc thì các bạn sẽ thấy là cái phiên bản này được thiết kế một cái mặt lưng quá là đẹp, khi mà nó có những cái hướng kim tuyến và được làm nhám, cho nên là giảm thiểu được cái tình trạng bám mồ hôi vân tay. Ngược lại đối với những bạn nào mà chúng ta thích một cái màu đen mà nó mạnh mẽ hơn, nó cá tính hơn thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản màu đen nhé, nhưng mà cái phiên bản màu đen thì nó sẽ hơi bị bám vân tay và mồ hôi đó. Và cũng giống như là ứng cử viên 1 Lite thì chiếc máy của chúng ta chỉ có một cái viên pin là hơn 4.000 mà thôi, để đổi lại một cái thiết kế nó mỏng nhẹ hơn. Nhưng mà bù lại thì đối với lại Oppo Reno 5, các bạn sẽ được hỗ trợ sạc nhanh với tốc độ sạc của nó thật sự rất là chóng mặt. Với cái chiếc máy này đã có sạc nhanh rồi, cho nên là khi mà các bạn sử dụng sẽ không gặp bất cứ một cái vấn đề nào về pin cả, bởi vì chỉ cần có khoảng tầm 15 phút sạc thôi là các bạn có thể sử dụng cả được nửa ngày rồi. Tiếp đến sẽ là một cái điểm mạnh của cái chiếc Oppo Reno 5 này, khi mà chúng ta có một cái màn hình với tấm nền là AMOLED, độ phân giải sẽ là Full HD cộng và kích thước là 6.43 inch. Nói chung là cái combo này mà so với lại hai đối thủ trước thì có vẻ là nó hơi bị kém cạnh hơn một chút xíu, bởi vì cái màn hình nó nhỏ hơn. Nhưng mà nhìn chung so với lại những chiếc điện thoại khác trong cùng phân khúc giá thì mình vẫn xếp vào điểm mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái chất lượng hiển thị khá là tốt, khi mà màu đen sâu nè, và các bạn sẽ thấy là độ chi tiết cao với lại cái tấm nền AMOLED này, góc nhìn
cũng rộng nữa các bạn, khi mà xoay lật máy theo nhiều góc á, nó cũng không có kiểu là bị sai lệch tông màu. Cuối cùng là một cái điểm mà mình giá như nếu mà Oppo Reno5 được tối ưu tốt hơn thì có lẽ đây vẫn sẽ là một chiếc máy cực kỳ hoàn hảo, đó chính là về phần hiệu năng. Mặc dù sở hữu con chip là Snapdragon 720G, tuy nhiên có vẻ là con chip này thì nó vẫn chưa được thực sự là tối ưu tốt nhất ở trên Oppo Reno5, cho nên là về cái trải nghiệm chơi so với lại hai đối thủ kia thì cái chiếc máy của chúng ta nó hơi kém hơn một chút xíu, nhưng mà so với lại những chiếc máy khác trong cùng phân khúc thì cũng thực sự là được xếp hàng vào những cái chiến binh rất là mạnh mẽ rồi. Cụ thể là nếu như mà các bạn chơi Liên Quân hoặc PUBG thì ở những cái giây phút mà chúng ta combat hoặc là chúng ta bắn liên thanh nó sẽ hơi giật lắc một chút xíu, nhưng mà nói chung là cái tình trạng này nó diễn ra không có nhiều với tần suất không có cao. Nếu bạn nào mà chúng ta không quá khó tính hoặc là đòi hỏi quá nhiều về phần chơi game thì các bạn có thể bỏ qua, nhưng mà nói chung với bạn nào mà chúng ta cực kỳ quan tâm tới phần chơi game và các bạn đang kiếm một cái điện thoại smartphone để mà chiến game á, thì các bạn sẽ cảm thấy là hơi hụt hẫng một chút xíu ở cái phần này đối với lại Oppo Reno5. Ok la, và tổng kết lại ngày hôm nay thì Trinh cũng đã giúp các bạn tìm ra top 3 những chiếc điện thoại cũ trong phân khúc giá là 6 triệu thì chúng ta nên lựa chọn chiếc máy nào. Nhìn chung thì cả ba ứng cử viên ngày hôm nay đã rất là xuất sắc về toàn diện mọi mặt, nhưng mà các bạn cũng sẽ thấy là mỗi ứng cử viên nó sẽ có một cái điểm nó nổi bật thực sự. Ví dụ như là với lại M51 thì pin của nó quá trâu rồi, hai đối thủ kia không thể nào bàn được. Đối với lại chiếc Mi 11 Lite của chúng ta thì về phần hiệu năng và đặc biệt đó chính là một cái sự cải tiến rất là vượt bậc về phần thiết kế, nó quá là đỉnh luôn. Tiếp đến là Oppo Reno5 thì sẽ là một cái chiếc điện thoại với camera nhiều chế độ quay chụp và chụp ảnh đẹp. Thì nói chung là các bạn hãy giúp Trinh lựa chọn ra một cái chiếc máy mà các bạn ưng ý nhất trong top 3 ngày hôm nay mà các bạn được Trinh tư vấn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong những tiếp theo của Trinh nha. Bye.